Hôm nay mình sẽ có con điện thoại 70 triệu đây và mình sẽ phá cái màn hình cảm ứng của nó cho các bạn xem. Đây là điện thoại gập đầu tiên của Huawei. Đấy, các bạn nhìn này, cái tay. Ui, có cái vết này. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái vết đen đây không ạ? Những vết xước, những li ti này. Và hơn nữa nhá, tôi sẽ mở ra mở vào xem có nghe cái gì không nhá. Nghe này. Nghe là kiểu gãy xương các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, khám thôi, không phá chiếc Huawei Mate X. Sợ không? Sợ không? Đầu tiên thì mình phải nói thật là vui vậy thôi chứ không dám phá chiếc điện thoại này, bởi vì nó không phải của mình mà là hàng đi mượn nên cũng phải nâng niu lắm. Các cái vết xước là do nó là một cái miếng dán màn hình thôi. Và tương tự như con Galaxy Fold, các bạn không được bóc cái miếng dán màn hình ra. Chứ còn nếu mà mình làm xước hoặc làm hỏng nó thì một người chị cho mình mượn sẽ khóc hết nước mắt mất. Chị đáng nghe. Chị tên Phú em nhé. Nani? Quạt. Rồi ok, thì quay trở lại chiếc điện thoại này. Nó có cái cảm biến vân tay bên phải tương tự như con Fold. Những cái điện thoại gập bây giờ thì chưa tích hợp cảm biến vân tay vào trong màn hình được. Và tất nhiên vân tay này nó cũng nhanh lắm, là phím nguồn luôn. Bạn đặt lên cái là mở luôn. Đấy, thấy không? Còn Mate X này ấy, nó sẵn đã là một cái màn hình rất là to. Các bạn nhìn đi, so với con iPhone 11 Pro của mình, nó to hơn cả iPhone 11 Pro. Trong khi đấy con Fold ấy thì là một cái con mà màn hình nó rất bé, thừa quá nhiều viền ở bên ngoài. Cái cách mở của Huawei thì nó sẽ không tốn nhiều lực mà các bạn có thể mở bằng một tay. Nếu các bạn chỉ cầm thì nó có một cái nút ở ngay chỗ này. Đấy, các bạn sờ thấy ngay, nó rất là thuận tiện thôi. Bạn bấm cái thì nó sẽ bật ra. Thay vì như Fold là các bạn sẽ có thể dùng một tay nhưng tốn công hơn. Các bạn nghe tiếng này. Thực sự là nghe cái này hơi ghê các bạn ạ, cảm giác kiểu sắp hỏng ấy. Nhưng không, nó là vì cơ chế ở đây là các bánh răng. Khi bạn gập, bạn thấy không, nó sẽ là những cái bánh răng như này. Đấy, nó nhiều hơn. Nên là nó giống như cái xích xe tăng thôi. Các bạn biết xe tăng tuột xích thì cái hậu quả như nào đấy. Thủng tường chứ gì nữa. Ở đây thì Huawei cũng có một cái giống như kiểu là một cái thanh chắn ngang để tránh cái bụi rơi vào trong cái bản lề. Rồi, ok. Nó là xử lý một cái vấn đề của Galaxy Fold. Đó là mọi người khi nhìn nhá, chúng ta sẽ thấy là cái nếp gập của Galaxy Fold thì đấy, các bạn thấy khá rõ đúng không? Nhưng với con này thì gần như không nhìn thấy nếp gập. Tại vì sao? Tại vì giống như một tờ giấy, nếu như các bạn gập vào trong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nếp hằn ở giữa. Nhưng nếu các bạn gập một cái tờ giấy mà nó chỉ hơi cong nhẹ ở bên ngoài thì gần như sẽ không có bất kỳ một cái nếp hằn nào ở đây. Và đấy chính là cái thứ giúp cho cái con Mate X này nó không có tồn tại cái điểm yếu như vậy với Galaxy Fold. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp là vậy thì nó sẽ có những cái điểm yếu gì giống Fold hay không? Cái điểm yếu đầu tiên giống Fold là ứng dụng của Android làm những cái cờ. Các bạn nhìn đi, cái Facebook chúng ta zoom, ui, nhìn cái quả video, chán quá luôn. Cái này là điểm yếu của ứng dụng trên Android chứ đích phải là do Fold hay cũng không phải là do lỗi của chiếc máy này. Khi chúng ta gặp lại, đấy, thì nó về giống trên điện thoại nhưng tổng thể giao diện vẫn khá ngu. Khổ quá, đến bao giờ các nhà sản xuất này mà tự tạo ra một nền tảng riêng thì chắc là sẽ bá hơn. Hay là một số cái game ứng dụng thì cũng không tối hóa cho màn hình gập này một cách tốt nhất. Đây, các bạn nhìn nha, giao diện đang như thế này không? Khi mình bấm mở ra này. Nó bị kéo giãn ra thôi chứ nó chẳng có tác dụng gì cả. Và đây cũng là do ứng dụng của bên thứ ba, họ cũng chưa có cách nào để mà làm cho tối hóa được. Cái này thì phụ thuộc vào thời gian rồi cũng như sự phát triển của những dòng sản phẩm này. Rồi ví dụ mình có thể chạy đa nhiệm bằng cách mình mở cái này lên đúng không? Đấy, mình sẽ chia đôi cửa sổ ra thì lúc đó thì giao diện ta sẽ được tối hóa và sử dụng một cách tốt nhất. Đó. Mà con này đang chạy trên Android 9 nhá. Và với cái điều đó khiến cho cái màn hình của chúng ta là to hơn, nhìn đã hơn, nhưng đáng tiếc rằng là cái việc đa nhiệm và có những hoạt động ứng dụng bên thứ ba thì nó chưa tốt bằng. Cái gì đây? Holy shit. Hai cái điện thoại màu trắng. Quạt quạt. Chia sẻ một chút nữa, đó chính là cái việc cầm nắm như nào. Thì nếu cầm bằng một tay thì rất thoải mái, bởi vì con này có một cái gờ phía sau, nó cong hơn và nó lồi hơn hẳn. Thì bạn cầm nắm này đã lắm, như kiểu là cầm một cuốn sách mà các bạn đọc thôi, nó chả có vấn đề gì trong quá trình sử dụng của mình. Và trong quá trình sử dụng ấy, khi bạn gập vào ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái màn hình này đúng không? Và chúng ta sẽ xoay ra sau thì thực chất là các bạn còn một cái màn hình này nữa. Màn hình này để phục vụ cho việc chụp selfie. Đây. Khi bạn bấm camera selfie thì nó sẽ đưa ra phía sau. Lúc đó chúng ta đã có thêm một cái màn hình phụ để mà có thể sử dụng ở đây hoàn toàn bình thường rồi. Cũng rất là tuyệt vời. Như vậy là hai cái màn hình đều to và các bạn mở camera lên. Đấy.
Và với camera này có hệ thống ống kính, nhưng bạn lại nhìn thấy thông số trên màn hình, chất lượng cũng sử dụng ống kính của Leica. Và Huawei đã phát triển phần mềm để tự nhận diện ra là tay các bạn đang để ở đâu để tránh cái việc loạn cảm ứng, và tới thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy nó bị là nhầm cảm ứng của mình. Nhưng con này nặng thật, thực sự là khá nặng. Các bạn thì thấy cái thông số về cái trọng lượng cũng như kích thước của nó so với chiếc điện thoại khác ở trên thị trường, ngay cả như với Fold thì nó nặng hơn. Như thế đây là chia sẻ nhanh của mình về cái chiếc Huawei Mate X có giá trị lên đến 70 triệu đồng. Một chiếc điện thoại mà dùng cũng phải khá là nâng niu, bởi vì bất kỳ một chiếc điện thoại gập nào bây giờ đều sẽ bị hiện tượng là bị lõm khi chúng ta ấn móng tay màn hình lên, bởi vì nó là màn hình dẻo, không phải là màn hình kính cường lực hay gì cả. Tuy nhiên thì hiệu quả của nó sử dụng trong thực tế như nào mình sẽ gửi bạn bài đánh giá chi tiết sau. Và các bạn có thích đừng quên like, share với bạn bè. Nghĩ sao về chiếc điện thoại này hãy comment cho mình biết bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.